Tôi giao người giỏi nhất bên tôi phát bóng, Lan Ngọc. Bất tài phát bóng. Vô dụng. Vô dụng sao? Vô dụng đang đứng cười. Cầu thủ bất tài bên tôi cho phát bóng. Làm sao? Chân dậm cái. Phát. Lưới không được. Thôi bỏ cái lưới đi. Trên nó chưa qua mà anh cho hợp như vậy. Tỷ số hiện tại là 5-1. Cái đầu của Dương bắt vậy. 5-1 không chấp thương rồi. Chỉ coi là bắt vào mũi đồng đội tôi. Phạt đi. Đó là tuyệt chiêu bên em. Anh Lực ơi, Lực ơi. Cái đó là phải dùng sự thông minh. Anh sự thông minh thì đội em có 6-1. Nghi về đội chiến lược, dạ bóng. Ủa sao thắng nhiều vậy? Không thả. Nè coi cái dáng anh Luật nè. Đó. Trời đất ơi. Sao 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 sao. Ai Ai Ngọc 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 Ngọc. Từ từ không xa đâu mọi người. Khoảng cách tôi rút ngắn rất nhiều rồi. Kẹo kẹo tên nãy giờ. Bất tài. Bất tài. Này làm sao qua đây? Ê đưa đưa lên. Quên đây. Không qua đâu. Không qua đâu. Để đâu đâu. Dinh dinh dinh. Dinh dinh. Ba cái lần ba. Ra ra. Đẹp đi bây giờ đây ngoài. 3-6 Quên 3-6. Anh Lực, tụi em với. Thôi à, tụi em phụ anh. Anh Lực giành chơi không à? Đúng rồi, để tụi em phụ anh cho. Ủa gì vậy? Ê, chưa qua lúa. Đưa đây. Ủa gì nữa? 7-3. Tôi cho bên kia một cơ hội. Tôi giao người giỏi nhất bên tôi phát bóng, Lan Ngọc. Bất tài phát bóng. Vô dụng. Vô dụng sao? Vô dụng đang đứng cười. Cầu thủ bất tài bên tôi cho phát bóng. Làm sao? Chân dậm cái. Phát. Mời vô dụng á. 7-4. 7-4 tại mất gì vậy? Ê mà chưa nha. 4-7. Không qua lưới, 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 không qua lưới. Trời ơi. Ủa như vậy là đội nào cũng có bất tài. Mỗi đội có một bất tài riêng. Không phải, cái tay bị cán giá chứ nó bị méo. Không phải, không phải. Do trái bóng. Anh thôi bất tài. Bất tài, để cho vô dụng do, đi. Do vô dụng làm đi. Vô dụng. Trời, một cặp trời sinh luôn á. Hấp lực hả? Ê, mấy đứa đứng kiểu này là xiết anh á. Trời ơi, sao mà dướng cái thế này làm sao mà phát bóng. À, nè, khoan, chỉ nè. Nè. Ok anh. Đừng có giọng ngược lên nha, chị đừng có giọng ngược lên nha. Ok. Thôi chuyển ra nó đâu. Nhìn vào đi. Chết với tôi, chạy không kịp đâu nha. Tôi bỏ nhỏ. Năm chín. Rồi được rồi, không thả nữa. Gì? Mạnh nó cũng quẹo. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác gánh thêm. Hết hiệp 1. Yeah.